Trong khuôn khổ trận đấu giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 24 tháng 3 vừa qua, một pha va chạm nguy hiểm giữa cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh đối với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã khiến tất cả ngỡ ngàng. Theo đó, ở phút thứ 28 của trận đấu, Hoàng Thịnh đã dùng chân đạp thẳng vào ống đồng của Hùng Dũng, khiến cầu thủ này lập tức nằm sân đau đớn. Khi xem lại clip quay chậm, có thể thấy ống đồng của Hùng Dũng dường như bị biến dạng, méo xệch. Phải mất 5 phút, Hùng Dũng bỏ nẹp và rời khỏi sân. Cạnh đó, Hoàng Thịnh cũng thất thần chứng kiến cảnh đối thủ nằm cán rời sân. Cầu thủ này đã nhận thẻ đỏ cho hành động chơi xấu của mình. Sau khi được thăm khám, Hùng Dũng được chẩn đoán gãy cả xương chày và xương mát chân phải. Xương chày cần từ 4 đến 6 tháng để hồi phục, xương mát cần từ 2 đến 3 tháng để hồi phục. Ngoài ra chưa kể anh phải cần thời gian để tập phục hồi. Như vậy, Hùng Dũng sẽ không thể thi đấu vòng loại World Cup 2022 lẫn các giải đấu cấp câu lạc bộ năm 2021. Sáng nay ngày 24 tháng 3, Hùng Dũng sẽ được phẫu thuật vì các đồng đội sẽ tiếp tục thi đấu nên hiện tại sẽ có vợ, một lãnh đạo Hà Nội FC và bác sĩ của đội ngũ ở bên cạnh để chăm sóc cho anh. Chúc anh mau chóng bình phục sức khỏe.